Kính thưa quý vị, Việt Nam chúng ta trong thời gian vừa qua đang mạnh tay trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Có thể nói đó là cuộc trường chinh lâu dài nhằm chỉnh đốn đảng, làm trong sạch đội ngũ vì một người mà cứu muôn người, tức là chặt cành để cứu lấy cây. Đối với chúng ta, công cuộc đà hổ diệt ruồi ở Việt Nam thực hiện theo chiến dịch đà hổ diệt ruồi săn cáo. Đà hổ là xử lý các vụ tham nhũng lớn, săn cáo là truy bắt những đối tượng tham nhũng lẩn trốn ra nước ngoài. Còn diệt ruồi là tương đương tham nhũng vặt ở Việt Nam. Dù là hổ, cáo hay ruồi, thì với chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Gần đây, công cuộc này càng trở nên mạnh mẽ, nhất là sau khi Đại hội 14 đang đến gần. Cần phải có một đảng trong sạch, vững mạnh, những người tướng lĩnh có tài đức thì đất nước mới có thể đi lên và phát triển. Thế nhưng, việc phòng chống tham nhũng và thanh lọc vị trí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam làm kinh động tới truyền thông và báo chí không chỉ Việt Nam mà cả quốc tế. Trong đó không thể thiếu những nhìn nhận từ anh bạn láng giềng của chúng ta, đó chính là Trung Quốc, có chung ý thức hệ và có thể chế chính trị tương đồng. Chính vì vậy, sự thay đổi nhân sự Việt Nam gần đây khiến cho dư luận Trung Quốc cực kỳ quan tâm. Không những vậy, họ còn bàn luận sôi nổi và đưa ra những bài viết nhận xét cho rằng Việt Nam đang khủng hoảng quốc gia. Mới đây nhất, trang truyền thông Suhu của Trung Quốc đã đăng tải một bài viết vào ngày 27 tháng 5 với nhan đề "Bối cảnh chính trị Việt Nam đang có sự thay đổi lớn, có khó đạt được sự ổn định dưới áp lực cao của chiến dịch chống tham nhũng". Vậy cụ thể nội dung bài viết này như thế nào? Có thực sự là Việt Nam khó đạt được sự ổn định chính trị hay không? Thì chúng ta cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Đầu tiên, tác giả này đánh giá chung về tình hình chống tham nhũng của Việt Nam chúng ta và cho rằng tham nhũng được xã hội Việt Nam coi là cuộc khủng hoảng quốc gia. Ngay từ năm 1994, hội nghị giữa kỳ lần thứ 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã liệt Việt Nam vào một trong bốn cuộc khủng hoảng lớn: phát triển kinh tế tụt hậu, lệch khỏi định hướng xã hội chủ nghĩa, tham nhũng và diễn biến hòa bình. Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng, đương kim Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lên làm lãnh đạo cao nhất vào năm 2011, tình hình chống tham nhũng của Việt Nam càng trở nên gay gắt hơn và đã trở thành lò đốt. Và trang báo này giải thích lò đó là lời đích thân Nguyễn Phú Trọng đã nói đi nói lại nhiều lần. Nhưng giờ đây, sau hàng loạt biến động nhân sự cấp cao trong lĩnh vực chính trị, làm thế nào để kiểm soát sức nóng của lò nấu chảy này và đạt được sự cân bằng mong manh giữa chống tham nhũng và ổn định đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Và trang báo này tự đặt ra câu hỏi, ngoài Tô Lâm ra còn ai nữa? Bộ tứ đồng nghĩa với trình độ cao nhất của nền chính trị Việt Nam, ám chỉ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Từ lâu, Chủ tịch nước đứng thứ hai trên trường chính trị Việt Nam, phụ trách đối nội, đối ngoại, chỉ đứng sau Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể nói, ai làm Chủ tịch nước đều có thể là người kế nhiệm người lãnh đạo cao nhất. Ngày 20 tháng 3, nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bất ngờ từ chức do dính líu đến vụ án tham nhũng và nhận trách nhiệm với tư cách là người chịu trách nhiệm. Theo xếp hạng của Bộ Chính trị hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Võ Văn Thưởng từ chức, những người có tiềm năng cạnh tranh vị trí này là Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư thường trực của Ban Bí thư Trung ương Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Phạm Minh Chính có thực lực và làm tốt lĩnh vực kinh tế nên có cơ hội cạnh tranh vị trí cao nhất. Từ đó, thế giới bên ngoài dự đoán ứng cử viên đảm nhiệm chức Chủ tịch nước sẽ là một trong ba người. Đó là ông Vương Đình Huệ, bà Trương Thị Mai và Tô Lâm. Không ngờ, vào thời điểm mấu chốt xác định ứng cử viên cuối cùng, cả Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai đều dính líu đến vụ án tham nhũng và từ chức từ tháng 4 đến tháng 5, để lại Tô Lâm là ứng cử viên duy nhất. Ngày 20 tháng 5, kỳ họp thứ 7 Quốc hội lần thứ 15 khai mạc, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Hai ngày sau, Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước. Cú sốc xung quanh bộ tứ trên chính trường Việt Nam tạm thời lắng xuống. Tuy nhiên, do nhiều quan chức cấp cao từ chức trong thời gian ngắn, cũng như việc cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức năm ngoái do vụ tham nhũng liên quan đến dịch bệnh, nguyên Phó Thủ tướng và cựu Bộ Kinh tế Trung ương từ chức chịu trách nhiệm. Vào tháng 1 năm nay, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương gồm 18 thành viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã giảm 6 người, dẫn đến bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị tại phiên họp toàn thể lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 18 tháng 5, tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt sau khi kết thúc phiên họp toàn thể lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, ông Tô Lâm ngồi vào ghế
đối diện trực tiếp với Nguyễn Phú Trọng. Ngoài tứ trụ mới, gương mặt khác cũng xuất hiện. Lương Cường, người được đề bạt làm bí thư thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và tờ báo này còn đưa ra nhận định có một quy định bất thành văn trong chính trường Việt Nam. Tại mỗi đại hội đảng, các ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư trên 65 tuổi phải rút khỏi các vị trí lãnh đạo trừ khi có sự sắp xếp đặc biệt với sự đồng ý của Đảng. Tháng 1 năm 2021, khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức, ông Nguyễn Phú Trọng, 77 tuổi, được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung Đảng Cộng sản Việt Nam và bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3. Ông ấy đã vượt qua những hạn chế bằng những sự sắp xếp đặc biệt. Còn 20 tháng nữa là đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 1 năm 2026. Trong tứ trụ hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ 82 tuổi, ông Tô Lâm 69 tuổi, ông Phạm Minh Chính 68 tuổi, còn ông Trần Thanh Mẫn sẽ 64 tuổi. Tình trạng sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng khiến ông khó tái đắc cử, nên khả năng cao sẽ có một cuộc cải tổ lớn nữa. Ai có thể nhậm chức Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành tâm điểm. Ngoài ra, trong số 16 ủy viên Bộ Chính trị hiện nay thì có 6 ứng cử viên thuộc độ tuổi dưới 65. Theo quy định của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và có khả năng tranh cử vào bộ tứ, trong số đó duy nhất là ông Lương Cường, hậu 70, đang thu hút nhiều sự chú ý từ thế giới bên ngoài. Và vị tác giả này cho rằng chống tham nhũng đã trở thành vũ khí trong tay Bộ Công an Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam không phải là một cơ quan đơn giản. Theo thuật ngữ thông thường, nó tương đương với một tổ hợp lớn gồm Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Tư pháp, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và các cơ quan khác, khủng bố, an ninh bên ngoài và bên trong, quản lý tuyên truyền chính trị, quản lý nhà tù, thu nhập thông tin tình báo và điều tra chống tham nhũng, v.v. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng xuất thân từ Bộ Công an. Tuy nhiên, khác với Tô Lâm, người luôn ở trong hệ thống công an và không có kinh nghiệm lãnh đạo địa phương, ông Phạm Minh Chính đã rời hệ thống công an sau đó vào tháng 8 năm 2011. Ông được điều động về làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Sau đó, ông vào Trung ương và được thăng chức một trong tứ trụ. Nhìn vào sự nghiệp chính thức của ông Tô Lâm, thực chất ông đã đi theo con đường thăng tiến của cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang, người đã qua đời vào tháng 9 năm 2018. Vào tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công an, lúc đó là ông Trần Đại Quang, được bầu làm chủ tịch nước và vị trí trống của ông được thay thế bởi Thứ trưởng Bộ Công an lúc đó là Tô Lâm. Quan trọng hơn, ông Tô Lâm còn kế nhiệm Trần Đại Quang làm phó ban chỉ đạo chống tham nhũng của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban là cơ quan lãnh đạo cao nhất của phòng chống tham nhũng ở Việt Nam, được thành lập vào tháng 2 năm 2013 và do chính ông Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch và chỉ đạo. Sau khi ông Tô Lâm vào ủy ban, ông đã giúp đỡ Nguyễn Phú Trọng và bắt đầu phụ trách chiến dịch chống tham nhũng, được gọi là chiến dịch đốt lò. Hai năm sau, ông Tô Lâm tổ chức lại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm, tham nhũng, kinh tế và buôn lậu của Bộ Công an với mật danh là C03, đồng thời tiếp tục thực hiện đổi mới thể chế để hình thành quy trình hành động chống tham nhũng như sau: điều tra sơ bộ C03 và bắt giữ đối tượng nghi phạm, sau đó cơ quan kiểm tra kỷ luật sẽ điều tra cán bộ có liên quan để đưa ra các biện pháp xử lý tương ứng. Trong những năm gần đây, Bộ Công an có trách nhiệm điều tra nhiều vụ án liên quan đến các nhân vật chính trị cấp cao ở Việt Nam và công khai vụ án. Ngày ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức chủ tịch theo đúng quy định của pháp luật và nhằm hoàn thiện bộ máy nhà nước, Quốc hội Việt Nam đã thông qua đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc bãi nhiệm Tô Lâm khỏi chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Đánh giá từ thành phần các nhà điều hành chống tham nhũng trước đây của Việt Nam, điều này phù hợp với truyền thống không có một người đảm nhiệm hai chức vụ. Người kế nhiệm Tô Lâm tạm thời phụ trách Bộ Công an là ông Trần Quốc Tỏ, em trai của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người nhậm chức vào năm 2020 với chức vụ Thứ trưởng Thường trực của Bộ Công an. Và tờ báo này còn trích dẫn của ông Nguyễn Khắc Giang, chuyên gia khách mời tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Juso Issa ở Singapore, cho rằng việc ông Tô Lâm bị cách chức Bộ Công an cho thấy một số người không muốn ông và các cộng sự thân cận tiếp tục kiểm soát chiến dịch chống tham nhũng. Zachary Abuja, giáo sư chính trị và an ninh Đông Nam Á tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, chỉ ra rằng trong chiến dịch chống tham nhũng của Tô Lâm, nhiều ứng cử viên đủ tiêu chuẩn đảm nhận chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ chức và hiện chỉ còn lại Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhìn vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và tứ trụ phần lớn xuất thân từ công an và quân đội thì đất nước phát triển thế nào? Vâng, theo nhận định của các chuyên gia này, họ cho là nhìn vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và tứ trụ phần lớn xuất thân từ công an và quân đội thì đất nước sẽ khó phát triển. Đây là một quan điểm mang tính chất phê phán và đặt nghi vấn về năng lực,
quản lý và lãnh đạo của các cán bộ có xuất thân từ công an và quân đội. Thực tế, trong cơ cấu tổ chức của Bộ Chính trị, không phải tất cả các thành viên đều xuất thân từ công an và quân đội, có những thành viên xuất thân từ các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, việc một số lãnh đạo cấp cao có xuất thân từ công an hoặc quân đội cũng là điều dễ hiểu. Vì đặc thù lịch sử và chính trị của Việt Nam, các cán bộ xuất thân từ công an và quân đội thường có kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo trong các tình huống khẩn cấp. Những kỹ năng này có thể có lợi trong việc quản lý đất nước, mặc dù khả năng lãnh đạo trong lĩnh vực dân sự và kinh tế đòi hỏi những kỹ năng và kiến thức khác. Nhưng những kiến thức và kinh nghiệm này, những cán bộ của lực lượng vũ trang đã được trải nghiệm qua thực tế công tác của mình, từ cơ sở đi lên, nên không phải kiến thức về lĩnh vực dân sự thì cán bộ quân đội, công an không am tưởng. Thực tế cho thấy sự phát triển của một quốc gia không chỉ phụ thuộc vào xuất thân của lãnh đạo mà còn phụ thuộc vào chính sách, chiến lược phát triển và khả năng thực thi của bộ máy chính quyền. Việc đưa ra các chính sách đúng đắn, phù hợp với tình hình lĩnh vực, phù hợp với tình hình thực tế và có sự đồng thuận cao từ người dân mới là yếu tố quyết định sự phát triển của đất nước. Thực tế cho thấy, trên thế giới, có nhiều quốc gia lãnh đạo xuất thân từ quân đội hoặc các cơ quan an ninh, nhưng dưới sự lãnh đạo của những người này, đất nước họ rất phát triển. Ví dụ như đó là Eisenhower ở Hoa Kỳ, một tướng lĩnh quân đội đã trở thành Tổng thống Hoa Kỳ từ năm 1953 đến năm 1961. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã thúc đẩy phát triển hệ thống đường cao tốc liên bang, một trong những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Hệ thống này đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và giao thông vận tải. Hay là Park Chung-hee của Hàn Quốc, một tướng lĩnh quân đội nắm quyền ở Hàn Quốc sau một cuộc đảo chính vào năm 1961 và cầm quyền cho đến khi ông bị ám sát vào năm 1979. Dưới sự lãnh đạo của ông, Hàn Quốc đã chuyển từ một quốc gia nông nghiệp nghèo nàn thành một nền kinh tế công nghiệp phát triển mạnh mẽ. Ông Park được ghi nhận với việc thúc đẩy các chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế thần kỳ của Hàn Quốc trong những thập kỷ tiếp theo. Hay Suharto, một tướng lĩnh quân đội nắm quyền ở Indonesia từ năm 1967 đến năm 1998. Dưới sự lãnh đạo của ông, Indonesia đã trải qua giai đoạn tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, ổn định chính trị và phát triển cơ sở hạ tầng. Chính phủ của ông đã thúc đẩy các chính sách phát triển kinh tế hướng về xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế của Indonesia. Fidel Ramos, một tướng lĩnh quân đội, là Tổng thống Philippines từ năm 1992 đến năm 1998. Dưới sự lãnh đạo của ông, nền kinh tế Philippines đã có những cải cách đáng kể, giảm lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Ông cũng đã thực hiện nhiều cải cách để mở cửa nền kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và cải thiện cơ sở hạ tầng. Và đặc biệt nhất đó là Tổng thống Putin, người xuất thân từ cơ quan an ninh KGB, đã giữ vị trí lãnh đạo chính trị chủ chốt ở nước Nga từ cuối năm 1999 đến nay. Với vai trò là Tổng thống và Thủ tướng, nước Nga dưới sự lãnh đạo của ông đã có sự phát triển vượt bậc, như trong nhiệm kỳ đầu tiên của Putin từ năm 2000 đến 2008. Nga đã trải qua giai đoạn tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, chủ yếu nhờ vào giá dầu cao và cải cách kinh tế. GDP của Nga đã tăng trưởng đáng kể từ khoảng 200 tỷ USD vào năm 2000 lên khoảng 1.700 tỷ USD vào năm 2008. Putin ổn định kinh tế và tài chính cho Nga sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng vào cuối thập niên 1990. Ông đã thành công trong việc giảm nợ công và tăng cường dự trữ ngoại hối. Nhờ đó, Putin đã tạo ra một hệ thống chính trị ổn định hơn so với những năm hỗn loạn sau khi Liên Xô tan rã. Dưới sự lãnh đạo của ông, nước Nga đã trở thành một trong cường quốc có ảnh hưởng trên thế giới. Với sự lãnh đạo của Putin, nước Nga đã đạt được nhiều thành tựu về ổn định kinh tế và chính trị cũng như tăng cường vị thế quốc tế. Với những ví dụ trên cho thấy, mặc dù xuất thân từ quân đội hoặc các cơ quan an ninh, nhưng dưới sự lãnh đạo của những người này, họ đã đưa ra các chính sách và thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần vào sự phát triển quốc gia. Phát triển quốc gia không chỉ phụ thuộc vào xuất thân của lãnh đạo mà còn các chính sách cụ thể, cách thức thực thi của chúng. Và tờ báo này còn đưa ra câu hỏi, kết quả hơn 10 năm chống tham nhũng toàn diện là gì? Khi ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước, điều đầu tiên ông nhấn mạnh là kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi tự diễn biến, tự chuyển hóa. Điều này rất khác với bài phát biểu nhậm chức của ông Võ Văn Thưởng, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện hóa hai mục tiêu phát triển thế kỷ của Việt Nam khi ông tuyên thệ vào năm ngoái. Về chống tham nhũng,
được đề cập ngắn gọn là hoàn thiện hệ thống, cơ chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy quốc gia trong sạch, hùng mạnh. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang cho rằng chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam là con dao hai lưỡi. Nó thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc bài trừ tham nhũng và giúp khôi phục niềm tin của người dân vào chính phủ. Tuy nhiên mặt khác, nhiều quan chức cấp cao đã bị liên lụy và lần lượt bị bãi nhiệm, tác động tiêu cực đến nền kinh tế và tác động tiêu cực đến xã hội, cũng khiến cho dư luận nghi ngờ liệu chiến dịch chống tham nhũng đã phát động hơn chục năm nay có thể giải quyết hiệu quả những tồn tại này hay không. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức họp tổng kết công tác phòng chống tham nhũng vào cuối tháng 6 năm 2022. Hội nghị nêu, trong 10 năm qua, năm 2012 đến năm 2022, Việt Nam đã xử lý kỷ luật 2.700 tổ chức đảng và gần 168.000 đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị điều tra tham nhũng, vi phạm kỷ luật. Từ cấp trung ương đã xử lý 170 cán bộ cao cấp, trong đó có 33 ủy viên trung ương hoặc nguyên ủy viên trung ương, 3 ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị và hơn 50 quan chức cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Tính đến năm nay, theo báo cáo của Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam trình Quốc hội từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, Tòa án các cấp ở Việt Nam đã xét xử hơn 2.860 vụ án kinh tế, tham nhũng và việc làm theo thủ tục sơ bộ với hơn 6.450 bị cáo. So với cùng kỳ năm ngoái có thêm 841 vụ án và thêm 1.853 bị cáo. Và tờ báo này còn trích dẫn theo bảng sắp xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, Việt Nam đã cải thiện từ vị trí 116 năm 2013 lên vị trí 83 năm 2023 và số điểm đã tăng từ 32 điểm lên 41 điểm trên thang điểm 100 điểm. Việt Nam đã đấu tranh chống tham nhũng hơn 10 năm và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn còn khá nhiều vụ tham nhũng lớn và tiếp tục xảy ra. Đồng thời, chiến dịch chống tham nhũng nhanh chóng đã thách thức khu vực công của Việt Nam. Từ năm 2021 đến năm 2023, 60.000 viên chức ở Việt Nam sẽ nghỉ việc, trong khi tổng số việc làm trong khu vực công là khoảng 2,5 triệu người. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang cho biết, kể từ năm 2016, do mất nhiều quan chức và lo ngại lan rộng về cuộc điều tra chống tham nhũng, các quan chức còn lại nhìn chung không sẵn lòng thực hiện nhiệm vụ của mình. Một xu hướng đã kéo hoạt động của hệ thống hành chính đi xuống. Trước tình trạng này, chính phủ Việt Nam đã đưa ra một số chính sách nhằm kiềm chế làn sóng tổn thất nhân sự. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng công khai cảnh báo về xu hướng cực đoan của phòng chống đối với chiến dịch tham nhũng cần phải tránh. Tờ báo này trích dẫn trang Reuters cho rằng, như ngày 17 tháng 5 đưa tin, dẫn một lá thư chưa công bố do Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ phương Tây gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 3 rằng, tình trạng tê liệt hành chính, trở ngại pháp lý và thủ tục phê duyệt kéo dài do chiến dịch chống tham nhũng gây ra, đã gây ra tình trạng tê liệt hành chính, trở ngại pháp lý và thủ tục phê duyệt kéo dài. Việt Nam sẽ mất ít nhất 2,5 tỷ USD viện trợ nước ngoài và 1 tỷ USD chờ phê duyệt khác có thể bị mất. Tuy nhiên, một số nhà phân tích chỉ ra rằng chiến dịch chống tham nhũng không cản trở dòng vốn nước ngoài tiếp tục đổ vào Việt Nam. Bloomberg đưa tin, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm ngoái đạt 23,18 tỷ USD, mức cao kỷ lục. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 6,3 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Vũ Văn, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương ở Hoa Kỳ, tin rằng đấu đá chính trị nội bộ của Việt Nam sẽ không làm thay đổi các chính sách kinh tế và đối ngoại của Việt Nam, bởi vì những chính sách này do Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản xây dựng. Tuy nhiên, nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam rằng xử lý cán bộ vi phạm pháp luật không phải là đấu đá nội bộ và đấu phe phái. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là tất cả những gì bài viết của Trung Quốc đánh giá về công cuộc phòng chống tham nhũng và sự ổn định chính trị của Việt Nam. Có thể thấy, bài viết đánh giá theo quan điểm ghi nhận của các chuyên gia có những điều có phần đúng và có tầm nhìn khách quan, nhưng cũng có những điều vị tác giả này đánh giá sai về cơ chế và sự ổn định chính trị của Việt Nam. Đối với chúng ta, Ban Chấp hành Trung ương cũng khẳng định dù thay đổi bất kỳ lãnh đạo nào thì đường lối, quan điểm của Đảng là không thay đổi. Thay người là để đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức công tác, lề lối làm việc, cải cách hành chính, chống tham nhũng tiêu cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập,
chủ quyền quốc gia, chứ không ảnh hưởng gì đến quan điểm, đường lối, chủ trương và vai trò, sứ mệnh của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thanh Đảng là để trong sạch nội bộ Đảng, tạo ra sự đoàn kết trong Đảng. Nó hoàn toàn khác với cái gọi là đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực. Ghi nhận điều đó qua thực tiễn thời gian qua, mọi người dân Việt Nam đang vững một niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Bởi lẽ đó cũng là vận mệnh của Tổ quốc, đất nước mình. Thực tế, nhiều tổ chức quốc tế, nhiều quốc gia đã thiết lập và phát triển quan hệ chính trị tốt đẹp với Việt Nam và thừa nhận sự đổi mới, ổn định chính trị và phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong gần 40 năm qua, gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ ra rằng đoàn kết thống nhất của Đảng có nghĩa là trong Đảng không có tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược, không có tình trạng kèn cựa địa vị, nói xấu lẫn nhau. Đoàn kết thống nhất là Đảng tuy nhiều người, nhưng khi tiến hành chỉ giống như một người. Để làm được điều đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa tầm quan trọng của việc này. Đoàn kết thống nhất trong Đảng phải được xem là một chiến lược lâu dài, là nhân tố tối cần thiết để đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Là Đảng duy nhất cầm quyền, Đảng ta càng phải xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất. Chỉ có đoàn kết thống nhất vững chắc, Đảng mới là trung tâm của hệ thống chính trị, là hạt nhân, nhân tố quyết định duy trì khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thấm nhuần lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực sự giữ gìn sự đoàn kết Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Chính vì làm được điều đó, nên trong suốt quá trình lãnh đạo và đồng hành của dân tộc, Đảng ta đã dẫn dắt đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt trong những năm gần đây, khi công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực đang được đẩy mạnh tới mức quyết liệt để diệt giặc nội xâm, thì phẩm chất đoàn kết nội bộ trong Đảng càng được khẳng định. Trong quá trình sử dụng cán bộ vận hành bộ máy của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ. Câu nói của người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã khẳng định sự dũng cảm, nghiêm túc, tính kỷ luật cao trong Đảng, khẳng định quyết tâm chính trị rất cao trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ được ủy thác. Còn quý vị nghĩ sao về bài báo đánh giá của Trung Quốc này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.